nó xạo lắm. Đó, đó, giả bộ đi nha. Giả bộ đi nha, rồi tôi kêu lại ăn, coi ăn không nha. Giả bộ đi, đi rồi đó, đi rồi đó. Mặt xạo dám ăn luôn á. Con bò ra nè. Con bò ra nè. Đó, bò ra kìa. Thấy ghê chưa? Bò ra kìa, bò ra kìa. Ái. Cái mặt bò ra kìa đó, bò ra nè, bò ra nè, nó biết nè, đó, cho ăn bò ra nè. Thấy có má đó, nó bò ra nè, thấy ghê chưa? Nó rất là ghê. Đây, cho mọi người coi cái mặt giả chân của nó nha. Nè, coi nè. Tôi cầm trái táo là nó bò lại nè. Nó thấy rõ lắm. Đây nè. Coi nè. Đó. Con chàng bò lại nè, thấy không? Cầm là biết cho ăn. Bò lẻ lắm, bò lẻ lên. Lẻ lên. Lẻ lên má cho ăn. Thương quá. Thương kìa. Lẻ lên má cho ăn nè. Đây nè. Để má ăn cái đầu nha. Cái đầu cho con ăn cái chuẩn không con nha. Ngon con, ngon không? Rồi mê ăn táo dữ vậy hả? Đĩa mấy bãi luôn, má đi hốt cái bà luôn à. Trời ơi, ăn con nhiễu bọt mép chảy nước hay chưa, hồi vô tắm à. Ra ăn con, ăn không, ăn bò lên đây, ăn bò lên đây má cho, bò lên đây, lên đây, lên đây má cho, đi dướng hả, bò không được hả, đi vòng hay kêu là dướng hay kêu. Dĩ đi vòng nè, thương không? Thương lắm á. Thương con trai đi ăn vậy nha. Thôi cái này dơ không ăn. Má cho con trai ăn miếng khác nha. Miếng nó ngay cứng, lọ coi kìa. Chưa kịp cho ăn là bò tới nè. Đợi một chút. Bây giờ nè. Khói ăn trái cây ghê vậy. Dạ, cắn ngón tay má lại. Cái này nhỏ quá, để đi, nó cho miếng khác nè. Đó, tôi đặt lên trên. Đó là đó, đó. Làm như tôi không cho ăn, sao phải bò lại gần vậy đó. Nhào nhào lên vậy đó. Cứ dở cái chân xạo xạo ra.
cái mặt chạo chạo nó dễ thương lắm nè. Đó đó đó, con nhào nhào lại nè, đói dữ lắm, gửi tay gì cơ, tay gì không ngủ. Chơi cả ngày ở ngoài hả, ăn hết salad rồi hả, đợi mới về cho ăn, ăn hết salad rồi đợi mới về cho ăn apple, cho ăn táo ha. Đĩa đầy sân hết nè, mốt thấy bà luôn vậy đó. Nó nữa coi, nó ăn chay, ăn chay, ăn chay, nó đi không? Tại chân cái gì nó dơ, cái vai cái gì mà dính lông chim, con chim ở đâu mà rớt lông cũng dính chân nhỏ. Suy nghĩ đâu vậy hả? Suy nghĩ đâu vậy? Ăn không? Thôi nha, vô nó no rồi ha, hai miếng bự luôn ha. Cái bự, cái táo này bự quá à. Tè hay sao vậy mà làm thinh vậy ta? Tè hay sao mà nằm nằm im vậy? Ăn coi. Chút vô tắm nha, mấy hôm nay dơ quá rồi, tắm cho mát đi ngủ nha. Mm-hmm.
thấy nó vừa ăn cái miếng nhỏ này nè, ghê lắm rồi, nó giả chân lắm rồi. Nó hết đi không, hết đi dính cái mỡ. Ây da, giỏi quá, tém tém giỏi quá. Rồi thôi đi chơi đi, không ra ăn nữa đâu, ăn nhiều quá à, nhiều quá à. Thấy Ngưng à, đi chơi coi, chơi coi, chơi nha, chơi nha, chơi đi, đi đi cho tiêu cơm, chút má chơi vô ngủ nha, má để cái miếng dán cho vô nha. Ừ, để coi để cái miếng dán vẫn vô nha, coi nè, đang bò vòng vòng chơi kìa. Đó, đang bò nè, coi để miếng dán của ảnh vô nha. Để mình để cái miếng dán nè, ảnh bò vòng vòng rồi là ảnh vô đó. Để cái miếng dán nè. Cái miếng dán. Rồi ảnh bò vô. Ăn xong là phơi nắng vậy đó. Ăn xong rồi bò ra phơi nắng một chút vậy đó, rồi vô nhà ngủ, để miếng dán rồi vô nhà ngủ đó, nằm phơi vậy đó. Rồi có muốn đi tiểu, đi đái, đi rỉ gì đó rồi thấy, còn không là đi vô nhà. Nó thích phơi nắng lắm, nóng quá thì vô chỗ mát khôn lắm đó. Chiều giờ trời nắng mà mát mát rồi ra phơi là khoái lắm. Con trai phơi nắng hả? Ê chà, phơi nắng hả con? Chút nó vô nhà nha, phơi nắng đi nha. Ê chà, Kim Quy ơi, Kim Quy, cái mặt phơi nắng phê kìa, kêu kìa, kêu nghe ngó qua kìa, thấy ghét không kìa, cái mặt kìa. Ồ. Phơi nắng hả con? Hả? Hả? Cái mặt kìa, thấy ghét quá đi. Ừ, cái mặt nghinh nghinh quá, nhìn kìa. Hết nắng rồi vô ngủ nha. Trời, ảnh có vô nhà không nha. Đó, ảnh đang đi á. Ảnh trong cái lùm cây nè, đó, đó, ảnh đi ra nè. Đi ra nè, đi ra nè, đi ra nè. Đi dùm dòm gì đây. Phát nắng rồi đi vô ngủ đi. Dùm dòm gì. Đi vô nhà ngủ. Đó. Dòm gì mà dòm. Vô nhà đi. Đi đâu á. Vô nhà ngủ đi, đi vô nhà, đi vô nhà ngủ. Ừ, mình đuổi nhanh vô, cảnh này vô nhà ngủ. Vô nhà ngủ, đi, đi vô nhà, đi vô nhà. Bật ly, bật ly, bật ly, bật ly, đi vô nhà ngủ. Vô, quẹo vô. Mày trái vô nhà đi. Đi vòng vòng vòng. Cái mặt nó xạo lắm. Kêu nó không có đi liền đâu, nó đi vòng vòng vòng. Đó. Nó đi vòng 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 nó mới vô nhà. Đi vô nhà ngủ, đi vô. Lì 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 đi rồi. Vòng 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 luôn. Đi, đi, đi vô nhà ngủ. Đi vô nhà, đi vô nhà ngủ. Đi vô nhà ngủ. Đó, còn nó đi vô nhà ngủ nè. Coi nè, lì lắm.
con phải chịu vô nha, suy nghĩ nữa, đi đường vòng mà. Đó, đi vô đó, ly đó, không có chịu vô nhà ngủ, nhõng nhõng đi chơi mà. Quánh mới chịu vô, quánh vô vỗ đích mới chịu vô, đi xét mà. Đi vô phòng đi, vô phòng ngủ đi, vào trái thẳng vô, tầng thấy ghét đó. Để là đi vô phòng đủng đỉnh ghét gì đâu, vô đi, vô ngủ đi, còn chân nữa đâu rồi, lùi lại làm gì hả, đi tự nhiên lùi lại là sao, định đi đâu á, đó lì nữa đó, đó lì nữa đó, đi vô kia ngủ đi, đi vô kia đi, quẹo vô kia lì lõm đợi la không à. Vô đúng chỗ ngủ nha. Đó. Sao? Vô đúng cái phòng của ảnh nè, che màn này để tối ảnh ngủ nè. Đó, vô đúng phòng rồi đó. Đó, vô đúng cái phòng á, vô đi. Mày vô, đi đâu đó? Khoái chui vô đó, đòi chui. Đó, 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 đi đâu? Vô phòng đi. Lũi vô làm cái gì nữa, cái phòng đi vô phòng ngủ lại đó, đi vô liều quá đi vô lì quá trời, đi vô nhà ngủ đi. À, chưa chịu ngủ. Còn cái gì đó thì chui chẳng mất tiêu rồi đó, đó chui vô. Chui vô ảnh cung rồi đó. Ừ, lãnh cung của ảnh nè. Ông kéo màn lên rồi đó, nằm cái này cái chân thấy ghét không nè. Hả? Chui vô ngủ trong này nè, cào banh hết nè mấy cái thùng trong đó rồi. Đó, đó. Cào hồi mới chịu ngủ đó, cào banh ở trong đó hết rồi đó. Thôi ngủ đi, good night.